Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng trên con đường của bản thân các bạn đang tham gia trải nghiệm trên thị trường, mọi giá trị cần được minh chứng vào trong thị trường thực tế, cần phải được chứng minh vào trong thị trường để cho chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá từ chính những người được gọi là á quân vô địch thế giới, pro trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hoặc là những kẻ ra ngoài huy động ủy thác hoặc copy trade, không có chuyện giao dịch được mà chỉ phân tích về xu hướng, nhận định về thị trường rồi đưa ra những chiến lược trên thị trường rồi cho điểm vào ra trên thị trường mà gọi đó là giao dịch thực tế. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý, cần phải nhìn nhận, cần phải biết. Trên thị trường này không có chuyện là dễ hay đơn giản giống như những gì bọn lừa đảo bịp bợm ngoài kia đang nói với cả các nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng thị trường này không có chuyện là dễ hay đơn giản, chỉ có dễ là sẽ mất tiền và đơn giản chính bản thân các bạn sẽ là người tan ra bại sản trên thị trường mà thôi. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng thị trường này tất cả mọi thứ là gì nhỉ, đều phải người đứng ra chia sẻ, họ phải minh chứng vào trong thị trường thực tế, phải có cơ sở để chúng ta nhìn nhận, phải có giá trị để chúng ta đánh giá. Không có chuyện chúng ta nghe bọn nó kể chuyện, chúng ta nghe chúng nó phân tích, chúng ta xem những hình chụp của bản thân bọn lừa đảo trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về mọi góc khuất và các vấn nạn trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và cùng hiểu rõ về các giá trị thực tiễn trên thị trường. Và thị trường này không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, cũng như học vừa xong ra ngoài thằng thầy đéo chịu vận dụng áp dụng trong thực tế mà đòi người học xong có thể vận dụng áp dụng vào trong thị trường thực tế trên thị trường được. Đây là điều nhà đầu tư cần phải nhìn nhận. Mỗi một phương pháp, mỗi một giá trị kinh nghiệm, mỗi một giá trị của kiến thức đều cần phải có thời gian để trải nghiệm, đều cần phải có giá trị, thời gian để đánh giá, nhìn nhận trên thị trường. Có như vậy các bạn mới có thể tồn tại được và trực tiếp phải theo dõi được các kỹ năng giao dịch, các diễn biến ở trên thị trường và cũng như những kiến thức, những phương pháp cần phải được người đứng ra chia sẻ, họ minh chứng vào trong thị trường thực tế. Có như vậy các bạn mới có thể tồn tại được khi tham gia vào trong thị trường giao dịch về Forex này. Được theo dõi livestream trực tiếp này. Đó, và quay qua đây nha. Em đưa lại cho anh em xem để anh em xem. Ok, hôm nay đi đến đâu? Đi đến đây, nó phải đây là đến đây và đến đây đúng không? Vậy thì lấy một máy ra, lấy cái tài khoản để mô ra và tập đến đoạn này. Anh nghe em đang livestream chỉ chỉ này thôi. Nha. Còn đến đoạn này thì em sẽ lấy tài khoản của em ra đánh cho anh em xem. Ok chưa? Dạ. Tập như vậy mới là tập, quay hết vào trong kia một tập cho em. Đến điểm em hú, em đánh, rồi anh em lấy, anh em đặt limit cái điểm này. Ok chưa? Dạ. Quay ở bên trong nhé. Dạ. Đừng có nói gì hết nha.
phút bên nhau ân thầm nguyện cầu từ đôi ta sẽ.
đang like nhé, khẽ khẽ nha. Thank you.
Mấy anh em nó đi hết rồi này, Tú tiếc, Tùng tiếc rồi. Bọn nó còn trẻ. Cái hội già chơi kiểu khác. Thank you.
Thôi, chào anh em nhé. Mình like vậy. Thôi, anh em theo dõi nhé. Cảm ơn anh em.